Từ hơn 2 năm nay, có một lớp học rất đặc biệt được dựng lên ở độ cao 1.000 mét so với mực nước biển. Người ta gọi nơi đó là cổng trời. Học sinh là những người phụ nữ dân tộc Mông đã ngoài 40 tuổi, hay những người đàn ông quanh năm chỉ biết đi dẫy, làm nương, hay những em gái vội lấy chồng mà quên mất con chữ. Đó là lớp học xóa mù chữ trên cổng trời Lắp Bán Tần tại huyện vùng cao Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Một buổi học viết chính tả tại điểm trường Trống Tông. Những nét chữ siêu vẹo được viết lên từ những đôi bàn tay chai sạn, nhuộm đầy chàm của những người phụ nữ và cả của những người đàn ông Mông. Năm nay 40 tuổi, nhưng anh Lý A San mới biết viết cách đây gần 3 tháng. Và đây là những con chữ đầu tiên anh San viết. Đi học cái này anh có thấy khó không? Khó chứ không, mình nó lại không biết thì cô giáo lại viết mình tay cho viết vô chứ làm gì chả vô chứ mà mình lại không biết đấy thế vậy hao nó mày vô tí thôi. Hôm nay chị Trơ đã nghỉ một buổi đi làm nương để đến lớp học chữ. Vài tháng theo học, chị đã bắt đầu biết đọc. Và việc học đối với chị khó hơn việc mang con dao, cái gùi, lên nương, đào củ sắn, củ mài. Khó nhất là học chữ. Khó viết không được. Thế lúc mà được các cô vận động đi học là mình lúc đấy mình có ngại không? Có chứ. Sao lại ngại? Ngộn láng rồi, mừng lắm, người già rồi. Năm nay, chị Trơ đã 50 tuổi. Nhưng đây là lần đầu tiên được học nhiều chữ như vậy. Có nhiều chị em có con nhỏ nhưng điệu con sau lưng để vào lớp học. Được học cái chữ là ước mơ của người phụ nữ nơi này. Vì thế, dẫu còn đọc ngọng hay nét chữ còn nguệch ngoạc thì họ vẫn không bỏ lớp bao giờ. Bán gì mình vẫn bé và mình đi đâu mình không thể về đời thì mình bé nhắn tin cho chồng mình đi đón mình. Sinh ra mình không biết chữ thì vậy bây giờ mình già như thế mình đời đi học thì mình có thể vu hơn. Mình nói là mình vẫn còn đừng đi thì mình vẫn đi học thì mình vẫn biết chữ thì mình rất vui là bây giờ mình đã học. Lớp học có gần 20 học sinh đều ở độ tuổi từ 35 đến 40. Tất cả họ đều chưa một lần được đến lớp. Mỗi lớp có 2 cô giáo dạy những học sinh đặc biệt. Các cô cũng phải kiên trì hơn. Sai tạm rồi nhé. Mà người ta ở lứa tuổi này người ta thích cứ học thì không có lý do gì mà mình lại không thể lên lớp với họ được. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên cái lớp học này thì mình thấy cũng có một cái niềm vui đó là từ cái ngoài cái việc dạy chữ cho họ ra thì mình còn có một cái thời gian để giao tiếp với họ. Thế và trong cái quá trình giao tiếp như thế thì mình cũng biết thêm được một số cái phong tục tập quán. Hơn nửa cuộc đời, người phụ nữ này quanh năm bên nương ngô hay bên chuồng gia súc. Biết chữ là thứ xa xỉ. Cúi xuống. Thế nhưng sau nửa năm theo học, giờ đây chị đã không chỉ biết đọc, biết chữ, chị còn biết nhắn gửi những lời yêu thương đến người thân mình. Con về bé nhắn tin cho con, bé viết thư cho con. Và ngày ngày, công việc nương rẫy vẫn sẽ được tạm gác. Trong lớp học, những em nhỏ vẫn cứ ngủ ngoan trên lưng mẹ. Và mẹ chúng vẫn miệt mài viết, đọc. Với một khát khao, đơn giản, đó là biết cái chữ. Họ ý thức được, việc học cái chữ sẽ đem ánh sáng đến với gia đình, với bản làng của mình. Có cái chữ, đời sống của họ sẽ bớt đi mịt mù, tăm tối. Chùa một ông rùa, ông định mang, ông định mang. Chùa về làm thịt, đường về làm thịt.